cá mè vàng. Cá mè vàng là nó rất tốt cho sức khỏe bà con à. Nó còn có một cái tên nữa là cá liên ngư. Cá mè vàng hay cá liên ngư này cũng là một thôi, nhưng mà nó tốt thì tốt, nhưng riêng có một số người này nó sẽ không tốt cho chứng bệnh của mình. Ăn vào bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Cho nên vui lòng đừng ăn. Là những người tiểu tiện ít, phù nề, dương hư, hư hàn, kém ăn, chậm tiêu, đầy ở hơi, sợ lạnh, bệnh hen suyễn, nôn ói, thiếu sữa cho con bú, thì vui lòng đừng ăn cá mè vàng bà con nha. Những người không nên ăn cá mè vàng để nó tốt cho sức khỏe của mình, đó là những người tiểu tiện ít, những người bị phù nề, dương hư, hư hàn, kém ăn, chậm tiêu, đầy ở hơi, sợ lạnh, hen suyễn, nôn ói, thiếu sữa cho con bú, là vui lòng đừng ăn cá mè vàng để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con à. Còn ngoài ra cá mè vàng nó tốt cho sức khỏe vì dinh dưỡng trong cá mè vàng này nó có protein, omega 3, vitamin D, khoáng chất tăng cường sức khỏe cho tim mạch, tốt cho mắt, tốt cho xương và hệ tốt cho miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư, đầy bụng da, bổ gan, sáng mắt. Ta ăn bình thường, chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Ăn bình thường như những loại cá khác, nhưng ta ăn 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ một ngày. Chúc bà con ra vui, dễ, mạnh khỏe. Chào chào, xin chào.